được, vẫn còn mà. Hay là cô vẫn đang đứng ở đó? Mọi người, còn trước này có gì theo này? Em đừng cẩn thận, em xem rồi đi. Được đi. Gì đây? Ui giời, gì nào? Cái đồ cầu không? Nếu không tin thì đi theo mình nha. Mình bắt đầu di chuyển đây. Mình có cảm giác cứ như kiểu có ai đi sau mình ý. Mà bọn chị vẫn tò mò. Dù sao thì bọn chị cũng đến đây rồi, cho nên bọn chị quyết định sẽ cùng em đi tìm quái vật bồn cầu. Ô được, bỏ thêm ba chị, em càng tự đi đây. Đi nào mọi người, nhất định ba chúng mình sẽ tìm được quái vật bồn cầu. Đi đây. Này, em có chắc là ở đây không đây? Chắc mà chị
điểm đầu tiên ở trong bản đồ. Hình như đây là ngôi nhà xương rồng, trông đồ sộ thật đấy. Nhưng mà có vẻ hơi huyền bí. Không sao, chị vẫn thích, chị phải vào khám phá trước đây. Ôi đấy. Hình như ở chỗ này có một cái cửa, và nó đã cản chúng mình lại, không cho chúng mình vào bên trong. Đã thế thì chúng mình càng phải vào. Đến xem bản đồ. Muốn mở được cánh cửa này phải làm mặt xấu. Làm được mặt xấu nhất, cánh cửa sẽ tự động mở và chúng mình sẽ vào bên trong. Để tôi làm đầu tiên. Nào mọi người, chị ra chị ạ. Nhưng mà như chị thì sẽ hái lại. Để tớ. Con không được. Úi giời ơi, như thế chưa đủ xấu đâu. Để em. Xấu quá mình con ơi. Nhưng mà vẫn chưa đủ số để mở cửa. Thế thì lại để chi. Nhưng mà vẫn không được. Hay là lần này cả ba chúng mình đều làm đi. Đi. Đằng sau có xương rồng, đằng trước cũng có xương rồng, khắp mọi nơi đều là xương rồng luôn các bạn ơi. Và cây lọc cũng rất rất đẹp. Mình quay hơn. Cứu em, yêu quái bắt em. Các bạn ơi, Minh Quân bảo Minh Quân bị yêu quái bắt. Và đây là yêu quái này, để chúng mình cho các bạn xem nhé. Cái gì vậy bà nội? Đây là con Minh Quân này. Tay của nó đang giữ Minh Quân này. Để chị cứu Minh Quân nha. Hóa ra là cái cây xương rồng à. Ôi thật bất ngờ. Thì đúng rồi, là cây xương rồng mà. Em giờ gặp yêu quái này dễ chắc. Thôi, về đi tìm chỗ khác đi, sắp tối rồi đây. Vâng. Cây xương rồng này, từ sau con đừng bắt vào áo anh đi nhá. Ai rồi, cậu đã tìm thấy gì chưa? Thấy rồi. Đấy đi, Cây lưỡi hổ này. Ôi trời. Minh Quân, em đã tìm thấy gì chưa? Hả? Rất là vui, nhưng mà chả thấy gì cả. Nhưng mà em không bỏ cuộc đâu. Đúng rồi, cả ba chúng mình đều sẽ không bỏ cuộc đâu. Nói động vậy em chị ơi. Đúng là có động rồi. Hai mọi người, chúng mình mau đi ra đi. Tớ bắt đầu sợ rồi đây. Không, chúng mình có ba người mà. Sợ cái gì? Đi ra chỗ này. Ôi, động mạnh lắm mọi người. Nhớ đâu là yêu quái. Hai con hổ thì sao? Yêu quái sợ thì bắt luôn. Chắc chắn không phải là hổ đâu. Đứng vào xem nào. Giờ chúng mình cùng kéo cái cây này ra, xem bên trong là gì nào. Là cái gì đây mọi người? Để tôi xem lại xem này. Hả? Thì ra là một em ếch mọi người ạ. Và em ếch đang bị mắc vào cái bẫy kia. Hay là chúng mình giải cứu em ấy đi. Đi, để chị. Được rồi, em ếch ơi, em mau đi đi. Đừng loay quanh ở đây nữa nhá. Bơi đây. Cảm ơn anh chị đã cứu em nha. Em đi đây. Ở đây rất là nhiều cây cối rậm rạp các bạn ạ. Nhưng mà mình vẫn chưa thấy dấu vết của quái vật bốn cầu ở đây. Các bạn ơi, các bạn nhớ theo sát mình nhá.
không được rời mắt thì lao đâu. Lát nữa mình mà nhìn thấy quái vật bồn cầu thì các bạn cũng sẽ là người đầu tiên nhìn thấy đấy. Của cậu à? Không, tớ đi dép và dép của tớ vẫn còn mà. Dép của em cũng vẫn còn. Tớ cũng vẫn còn mà. Dép của anh hay là cũng vẫn đang đứng ở đó. Để em vậy. Ai đang đứng ở sau bức cầu? Mau ra đây, đừng có trốn nữa. Ôi, Minh Quân ơi, em nói không nghe sợ thế. Không phải sợ, để em đi đứng xem nào. Giống chúng mình xong sợ quá chạy mất cả dép các bạn ạ. À. Ai mà nhận ra dép thì nhớ liên hệ với chúng mình để nhận lấy dép nha. Cái gì đó mà con ta ở đây mà con có cái gì hết đấy nhở? Chết kìa mọi người. Tôi nên đi vào vườn xương rồng để nhận được quả đánh lạc chúng mình đúng là may mắn thật đây. Nhưng mà này, ở vườn xương rồng lại có quả thanh long thế nhở? À, chắc là bố xương rồng, mẹ thanh long nên để ra con thanh long ấy mà. Nên để ra con thanh long ấy mà. Anh vừa cảm giác có cái gì vụt qua sau lưng mình ý. Chị cũng thế. Chả có gì cả, từ nay đến giờ ba chúng mình cứ tự dõi nhau thôi. Được, bây giờ ăn thanh long đi. Có một quả thôi thì ba chúng mình sẽ ăn chung. Ý, con gái con được ăn bẩn thế à? Phải ăn sạch như em nè. Cái gì vậy bà nội? Ôi, lớn rồi. Ăn uống phải sạch sẽ mà chứ. Ôi, ôi. Gì rồi? Cái khu vừa nãy ý, hy vọng chúng mình sẽ tìm được cái gì trong ngôi nhà này. Ngôi nhà này như có hàng nghìn năm tuổi rồi ý. Đúng rồi, chỗ nào cũng có cửa sổ luôn này. Ra đây đi anh ta. Ai kìa?
chỗ này có một con rắn nè. Nào, tôi sẽ nhìn anh nha. Rắn đó, rắn đâu 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 đâu. Để do mọi người thôi. Em đúng là đồ nhát xịt. Nhưng mà kiểu do to. Yêu ơi, dẫn giả. Em chỉ giả vờ trêu hai người thôi. Chả sợ. Thế à? Chúng mình đi tìm đi. Sắp tới rồi đấy. Này mọi người, bám sát tôi vào. Nhìn đi. Ôi cái này có con bé này. Ôi trời. Mở ra của tớ mà. Trời tối rồi mà vẫn chưa tìm thấy cái gì cả. Quái vật bồn cầu đấy. Em vừa mới đi cùng bọn chị không? Hai bọn chị con gái đi hơi sợ. Có em là con trai thì chẳng là tự tin. Đi tìm nhà của quái vật bồn cầu à?